bành trướng đến mức tận cùng, khí huyết chấn động bỗng nhiên từ trên thân quán bùng ra. Đường Phu Lân toàn bộ người đều có một loại làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được khí tức cường đại hướng ra phía bên ngoài lở rũ. Kim Long khổng lồ đấu dùng thân thể quán vì đường kính xuất hiện, một ít âm thanh hùng súng hoàng kim long hống, cho dù là dùng tu vi của hùng quân cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Một tiếng này hoàng kim long thương, dường như kim long vương tự mình làm lâm vào trong một dạng đâm đặc vô cùng khí huyết chấn động, cứng rắn áp chế hùng quân đứng dậy huyết mạch ký tức, làm cho hắn đập xuất hiện ra xuất thủ trưởng khí chỉ trệ lửa phấn. Nhưng vào lúc này, Đường Phu Lân ở trong tay hoàng kim long thương mới đâm ra được trước mặt của hùng quân. Kim long khổng lồ đầu đã hóa thân thánh một con cựu long, mở ra miệng giống lên muốn đem hùng quân thuấn phế. Từ sáng chế vương giả trình lộ cũng được ăn cả ngã về không về sau, kim long kiểu thức của Đường Phu Lân đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác biệt. Xung hoàng kim long hống tiếp kim long thần thiến, trong chốc lát huyết hồn xung hợp ký bỗng nhiên đồng thời kích phát, bản thân hòa hợp giá một lò hồn lực cùng với huyết mạch chi lực lượng ở trong chốc lát lở rũ, phảng phất có ngàn vạn lần làm kim sắc cự long dung nhập vào trong một phát này bên trong. Kim sắc cự long khí tức đã lên hùng quân cũng không nhịn được vào chút biến sắc, biến trường thành quyến, đồng thời chợt quát ra một tiếng. Uỳnh một tiếng, sóng năng lượng khủng bố bên trong không trùng tàn nát sản tàn sát bừa bãi. Đường Phu Lân cái kia nhìn quá đơn giản nhất thương, nhưng mà xung hợp với huyết hồn du hợp kỹ, hoàng kim long thương, tinh thần ý chí, tu vi của hắn tuy rằng chỉ có 7 khâu, chỉ bằng vào nhị thự đấu khả đã tăng tới phong hào đấu la cấp bậc, hơn nữa đem bản thân nhiều loại cường đại năng lực hòa hợp ra một lò, đâm ra một thương này, coi như siêu cấp đấu la ở trước mặt cũng chưa chắc có thể đánh lùi hắn. Năng lực kinh khủng chấn bạo bên trên không trung lổ tung, từ Ma Kim Chí mới vừa vặn tiếp được A Như Hằng, hai người cùng một chỗ bị đụng bay xa mười mấy mét, cũng vừa vặn thấy được một màn kia. Hoàng kim long thương của Đường Phu Lân ở bên trong tràn ngập một loại bọn hắn lúc trước ở trong trận đấu chưa từng thấy quá bá đạo khí thế, toàn bộ người giống như là vượt quá cảnh tại trên bầu trời hùng dũng, vô luận đối thủ cường đại dường nào tuyệt không lựa phần lùi bước. Trong tiếng lổ vang, hoàng kim long thương cào cào bắn lên trên, kim long khổng lồ dường như đã đem hùng quân kia thuần phế, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, kim mang tán loạn lộ ra hùng quân bản thể. Sắc mặt của Đường Phu Lân có một chút tái nhợt, nhưng mà nắm hoàng kim long thương ở trong tay vả như trước là vững chắc. Được rồi, thật không nghĩ tới, thời gian ngắn ngủi, ngươi dĩ nhiên đã có thể tiếp nhận ra một quyền của ta. Khó trách lão đại để cho ta phải nhanh một chút đi giết chết ngươi. Quả nhiên là có đạo lý. Tiểu tử, ngươi đã có tư cách kiến thức bổn tọa lực lượng chân chính rồi. Vừa nói, hùng quân cực kỳ cường tráng hai tay đột nhiên chấn động, song đầu ngón tay, từng đám cây màu vàng rộng lưỡi dao sắc bén lập tức bắn ra. Hắn khí thế của tự thân này cũng đã điên cuồng bạo tăng, thân hình lập tức biến lớn, cơ hồ là trong nháy mắt, dĩ nhiên cũng lâm giá hóa thân thánh, thân cao trăm mét khủng bố, gấu bự. Một đôi ám kim sắc móng vuốt sắc bén cũng là không ngừng theo thân thể của hắn biến lớn, cuối cùng vậy mà dài đến 30 mét có hơn. Nhìn xem vị này lúc trước hình tướng, cho dù là cường đại như A Như Hằng, Từ Mã Kim Chỉ, Mã Sơn, đám người Giang Ngô Huyền cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi. Hiện lên trên tại bọn hắn trước mặt vị này, cho người một loại cảm giác giống như là trên thân có thể xẹt liệt ra thiên không, hạ có thể phá ra vùng đất một đời hùng thần. Ám kim khủng trào hùng, Đường Phu Lân lúc này cơ hồ là thốt ra, hắn rốt cuộc biết rằng vì cái gì đối phương khí thức này làm cho hắn cảm thấy quen thuộc như vậy rồi. Ban đầu trong thăng linh đái, hắn liền đã từng gặp được ám kim khủng trào hùng, cũng đã lại đạt được phải xương bàn tay, sau đó lại để cho tự thân lực lượng đã có cực đại tăng lên trên. Người phu hồn là ám kim khủng trào hùng, trong âm thanh của Đường Phu Lân đã tràn đầy ngưng trọng. Hắn dường nhiên biết rằng ám kim khủng trào hùng ý vị như thế nào, tại sự này các học viện dạy học bên trong, loại phu hồn này thế như trước là có thể cùng chân chính cự lòng so sánh. Thế nhưng mà tọa lại người ở trong lịch sử lại giống như chưa từng có xuất hiện ra ám kim khủng trào hùng hồn sư tiền lệ. Bởi vì loại hồn thú thật sự là quá hùng lệ rồi. Nghìn năm cấp bậc ám kim khủng trào hùng có thể xé nát bình thường vạn niên hồn thú. Tại hồn thú ở trong thế giới, tuyệt đối là đứng ở đỉnh cao nhất các loại chủng tộc kia. Chẳng lẽ là vũ hồn đó là nhân loại các người trò vui, hết thảy nhân loại đều là đáng chết. Hùng quân không có chút nào lời với Đường Phu Lân xuống dưới ý tứ, một ít song quyền dài đến hơn 30 mét khủng bố sắc bén ám kim sắc lưỡi dao sắc bén, trên không trung lúc này đột nhiên một phần, chém ngang mà ra. Một ít song móng vuốt sắc bén thật sự như thế nào đem bầu trời đều vạch ra tìm đói, tại nó tách ra lập tức này, kinh khủng nhận quang xẹt quá phương viên 500 mét phạm vi, chẳng những đem Đường Phu Lân, A Như Hằng cùng với Từ Mã Kim Chỉ tất cả đều là cái lồng gắn vào trong bên trong, đã liền càng xa xăm 20 từ đài hắc cấp cơ giáp này, cũng không còn bị cái một đôi triển lợi trào này quang mang bao phủ trong đó.
Bầu trời tuy theo lở trên lờ mờ, giờ khắc này đối với huyết long tiểu đội mà nói, quả thực như là ngàn cân thế giới vậy. Cực hạn đấu la, Đường Vô Lân ở trong đấu đột nhiên xuất hiện ra ý nghĩ này, thực lực của Hùng Quân đã đủ để cùng với cực hạn đấu la đẹp băng. Huống chi, hắn vẫn là ám kim khổng trả hùng, đúng vậy, hắn mới vừa rồi rất là đúng nhân loại các người. Không thể nghi ngờ vị này bản thân rất là có thể chính là vô cùng cường đại, ám kim khổng trả hùng hồn thú. Trên thế giới này vẫn có mạnh mẽ như vậy hồn thú sao, hơn nữa hắn giống như còn biết mình. Những ý niệm này đều là trong mắt từ Đường Vũ Lân ở trong đầu lướt qua đấy. Xung hắn tu vi trước mặt, tăng thêm nhị tự đấu khải cùng cả người tuyệt học, coi như là sơ cấp đấu lao trước mặt, Đường Vũ Lân đều có lòng tin ngăn cản một phen. Thế nhưng mà người trước mắt này lại xa xa không phải là sơ cấp đấu lao đơn giản như vậy. Vì này chính là Hùng Quân, một đời hùng vương, ám kim khủng trả hùng chi vương, cây còn lại quả là to mấy đại hùng thú một trong. Khi nó chính thức thể hiện ra chính mình khủng bố thế lực lượng thời điểm, chỉ là một kích này liền mang cho tất cả mọi người gần như cảm giác tử vong, giống như là ngày tận thế. Dùng sức thở sâu, ánh mắt của Đường Vô Lân lập tức trở lên ngưng trệ. Hắn không thể lùi lại với tư cách huyết long tiểu đội hạch tâm, liền như lúc này thời điểm đó hắn lùi, đằng sau tất cả mọi người phải chịu đựng Hùng Quân cái này giống như có thể xé mở bầu trời một kích. Cái đó sợ hãn hắn hiện hữu ở trong nháy mắt lùi về phía sau, còn có tránh đi cơ hội. Khi mà hắn sáng tạo ra vương giả chi lỗ, được ăn cả ngã về không kỹ năng bắn thường như vậy, lúc này tại từ điển của hắn ở bên trong liền đã không còn lùi về phía sau hai chữ. Không đối thủ tranh luận người cường đại cỡ nào, vô luận đối thủ cỡ nào hùng ác ngang ngược, chỉ có thể là phía trước, buộc ra thuộc về của chính mình vương giả chi lỗ. Trên thân của Đường Vô Lân ở Long Nguyệt đấu khải lập tức lóe ra hùng dũng tiếng rồng ngâm, kim long khổng lồ quang ảnh này cũng theo đó mà hiện ra sau lưng của hắn. Trong tay hoàng kỳ long thương bắn ra cực kỳ ánh sáng lóa mắt, ở trong chốc lát cả người hắn sầu nhớ để hóa thân thành một viên màu vàng như thái dương. Trong công khí các loại thuộc tính nguyên tố phân tử điên cuồng hướng hắn bên này tụ đến, coi như là chân chính phong hào đấu la giống như cũng liền bất quá chỉ là như vậy. Ngàn vạn đã kim mang lập tức lở rộ ở trong nháy mắt này, Đường Vô Lân ở trong đầu cũng chỉ có trường thương trong tay, không tiếp tục bất kỳ tồn tại. Mỗi một đạo kim mang giống như cũng đã là hoàng kim long thương thật thế. Dĩ nhiên cũng ở trong phút chốc này, tiêm đúng là một đối ám kim khổng cháo lực qua như hư không lúc để lại dấu vết. Mỗi một thương đều chuẩn xác điểm tại ám kim khổng cháo trọng yếu nhất, bền bỉ địa phương. Kim mang thương mang cũng là cái kia sở như có thể tê liệt giá thiên địa kim khổng cháo đụng chạm vào nhau tàn vỡ. Thế nhưng mà chính là trăm ngàn đạo thương mang, rõ ràng thậm chí chặn lại ám kim khổng cháo lướt xuống tốc độ. Hắn cũng không phải một người tại chiến đấu, kịch liệt tiếng tim đập tại Đường Vô Lân phía bên trên phải vang lên trên. Thân thể của A Như Hắn đã lập tức bành trướng đã đến cao 10 mét, cái kia uyển giống như sấm sét tiếng tim đập, thúc giục cái kia nhất thần khí huyết chấn động kịch liệt, tại chung quanh thân thể mơ hồ là có huyết diễm thiêu đốt. Này đậm đặc vô cùng khí huyết, quả thực xấu như là hồn sứ đang thiêu đốt thân thể chỗ phóng thích ra. A Như Hằng lúc này cũng hiểu rõ, người trước mắt này chính là bình sinh đại địch, không dám chút nào lưu thủ. Toàn thân làn da đều lối lên trên tầng một màu vàng đỏ, xấu như là một viên xấu như sao băng, từ bên cạnh mặt hướng Hùng Quân đập tới. Cuồng phong ma đào từ mã kim chỉ lúc này cũng đã đem chảo lòng đào của chính mình phóng xuất ra. Thế lương rồng ngâm tiếng riêng rỉ vang lên chiến thông thiên không, một cái tà long khổng lồ ngang trời xuất thế, tại tiếng riêng rỉ ở trong hóa thân thành chạm long đao mà thành đạo, một đạo xẹt quá thiên địa chịu mở. Chạm long đao lập tức lượt qua trường không, mang theo không có gì sánh kịp khí thế hùng dũng dung nhập vào trong đao hồn chỉ trong đó. Thân hình của Tư Mã Kim Chí hoàn toàn biến mất, hồn kỹ thứ 7 bản thể chạm long, đao hồn ngư ngục. Cùng với lúc đó, 24 đại cờ giáp cũng đồng thời bạo phát ra công kích của bọn hắn. Tất cả cận chiến cờ giáp, tất cả đều là ngăn tại viễn trình cờ giáp phía trước. Này 24 đại cờ giáp hắc cấp này, vừa lúc một trận lửa cận chiến, một lửa viễn trình công kích. Long Vũ Thiết ở trong tay, hạng lặng đánh lén ra hồn đạo pháo sớm đã hoàn thành định vị. Cái kia sẽ đến 8m cực kỳ lớn, hồn đạo khí ở phía trên ám lam sắc lưu quang càng lúc càng lồng đấm. Ngay tại Hùng Quân triển khai giá, một đội ám kim khủng cháo chụp về phía bọn hắn thời điểm đó. Lại bề ngoài, Nguyễn Khốc ra vũ khí số cuồng lần thứ nhất bắn ra. Một đạo ám lam sắc tia sáng lặn lên trên bắn ra, lón tại bắn ra nháy mắt, không có lổ váng, càng không có lửa điểm hiểm hách khí tức, khổng lồ như vậy thể tích. Nhưng mà cuối cùng bắn ra thì cũng chỉ có người to bằng ngón tay mà thôi, thậm chí không cẩn thận nhìn ra, giống như cũng nhìn không tới sự hiện hữu của nó giống như vậy. Ám quang ảnh màu lam cơ hồ là lóe lên trên một cái rồi biến mất, lập tức đã đến Hùng Quân chỗ ngực.
Lúc này Hùng Quấn thân cao siêu quản 100m, mục tiêu hạng gì cực kỳ lớn, thậm chí đều không cần đặc biệt cẩn thận đi nhắm chúng. Thương mang của Đường Vũ Lân chẳng qua là thoáng ngăn cản một thoáng phát ra ám kim khổng trào cùng với Hùng Quấn. Cái kia ám kim sắc móng vuốt sắc bén, lần như trương khép vào trong tiến đến, mà Đường Vũ Lân tranh thủ được thời gian cũng không phải uống phí, ít nhất lại để cho 24 đại hắc cấp cơ giáp có nguyên vẹn thời gian lùi về phía sau, rời khỏi đến công kích bên ngoài. Đối với cái này, Hùng Quân cũng không có quá mức để ý, hắn vốn là mục tiêu cũng chỉ là một người Đường Vũ Lân mà thôi, chỉ muốn đem Đường Vũ Lân giải quyết, khi người của hắn loại tới về hắn mà nói đều không có ý nghĩa gì. Nhưng vào lúc này, vô hình cảm giác đau nhó đột nhiên ra hiện ra tại hắn trong lòng. Hùng Quân ánh mắt có một chút ngưng tú, làn da mặt ngoài ám kim sắc bộ lông này lập tức tóe ra tầng một lồng lạc ám kim sắc vầng sáng. Ám kim khổng trả hùng cường hãn nhất địa phương chính là nó tự thân phòng ngự ra cùng với công kích năng lực. Tuy rằng hắn không biết cái gì đổ viễn trình công kích, nhưng lại có thể nói rằng ở trong khoảng cách gần công kích chi vương. Trước mặt vị Hùng Quân này, từ lúc mấy vạn năm trước cũng đã là 10 đại hùng thú một trong, hơn nữa bài danh phi thường cao, đường kim hồn thú bên trong, ngoại trừ chủ thượng bên ngoài, chính thức có thể để cho nó tâm phục đấy cũng nên chỉ có 10 đại hùng thú đứng đầu cái vị kia mà thôi. Đối với loài người công kích, hắn cho tới bây giờ đều không sao cả đến ở trong lòng, coi như cực hạn đấu là ra tay, từng muốn làm choán bị thương cũng không dễ dàng như vậy. Phốc một tiếng vang nhỏ làm thân thể của Hùng Quân thoáng cỏ rút một cái. Một cô phá nhiên kinh khủng khổng lồ án kim sắc khí lưu, giống như lỗ tung ra một dạng đem Đường Vũ Lân, Tư Mã Kim Trí, A Như Hằng ba người đồng thời lỗ bay ra. Đường Vũ Lân đã chuẩn bị xong sát chiều thậm chí cũng không có kịp phóng thích, nguyên bản tại trong kế hoạch của hắn.